gì con? Đi mẹ không có đi, con xuống đi, mẹ mới xuống. Con xuống đi. Xuống đi, xuống đi, xuống đi. Thôi cô chú ơi, bơi ở nhà, bơi hồ mình khỏe hơn, về đi đi học bơi. Người nội đứng không chứ ngồi không, đợi không là đã 15 phút rồi. Học được bơi có 15 phút làm ăn gì hả chay ha. Xuống đi con. Đây. Con xuống đi, xuống dưới đi, xuống dưới đi. Xuống mày mới xuống được chứ. Ta về ta tắm ao ta, phải không chay? Dù trong dù đục mà ao nhà ta vẫn hơn, đúng không chay? Rồi, để bắt đầu nói mấy câu thành ngữ Việt Nam. Này, cho chay nghe coi. Mẹ đi tắm chưa hả? Chưa. Mẹ ngồi đây mẹ quay chứ sao mẹ tắm được? Đúng. Mẹ để điện thoại xuống hả? Dạ. Hả? Thôi con tắm đi rồi mẹ quay cho cô chú coi nè. Mẹ tắm gì? Thôi mẹ không tắm đâu, lạnh quá mẹ sợ quá. Tắm đi, tắm mình đi. Mẹ ngồi đi, mẹ cho mẹ trò chuyện với con, đâu có buồn đâu sợ. Hả? Mẹ đi tắm chưa? Mẹ thôi, mẹ không có tắm đâu. Con không có được hỏi vậy, con hỏi vậy nè. Mẹ ơi, mẹ tắm với con. Mẹ tắm với con. Chứ con không có nói mẹ, chứ con không có được nói là mẹ đi tắm chưa, nghe chưa? Dạ. Đi tắm với con. Đi tắm con, đúng rồi, nhưng mà mẹ ngồi mẹ quay cho cô chú coi chút đi rồi mẹ tắm. Con bơi lên kia cho cô chú coi coi, bơi lên kia coi. Bơi là cái bụi màu xanh xanh đó, đó, bơi là bụi đó đó. Là bơi cho cô chú coi coi, ừ. Bơi đi con. Không bơi nữa. Sao hả? Sao rồi đi tắm? Đi ra cho mẹ nhúng cái chân mày xuống coi. Đi ra cho mẹ nhúng cái chân mày xuống coi. Wow, trời ơi cái nước ấm. Ôm ơi cái nước ấm. Trời ơi cái nước ấm. Ấm ấm y như gần bằng nước ở Việt Nam mà đó chay. Tại vì mấy ngày nay thời tiết là quá nóng rồi mà cả 3-4 tuần nay là nắng mà nắng cháy da cháy thịt luôn, nắng mà cháy da mẹ luôn mà. Ừ. Dưới này. À con ghi ghi dưới hả? Dạ không. Không á. Con ghi. Con muốn nhảy không? Không. À, đứng đó nhảy xuống. Con nhảy đâu? Ừ đứng đó nhảy xuống đi. Đứng đó nhảy xuống. Đúng rồi, 1 2 3 nhảy. Nhảy đi. Sợ gì trời, sống xảo không à? Con sợ gì? Tâm sự cho mẹ nghe coi sợ gì. Con chưa sợ nhảy xuống hả? Đâu có gì đâu sợ. Cái chỗ này nó đâu có sâu đâu, nó cặn nhách à. Con là sợ spider. 1, 2, 3. See, good job JD. Giỏi quá. Con mặt vui không? Tép. Sợ. Trời, nước trong dễ sợ không cô chú? Nước trong mà mát dễ sợ. Ấm ta. Ôi, không, đường này dơ lắm. Cái này nè, cái này nó có rong ở chỗ này nè. Con nhảy đằng kia trong hơn kìa. Cái gì? Bước xuống thêm vài bậc nữa mới nhảy được. Bước xuống thêm vài bậc nữa, đúng rồi, phải đứng đó mới nhảy được, đúng. 1, 2, 3, vô. Con muốn mày đẩy con không? Không. À, không, tự làm đi. Nhảy xuống. Wow. Giỏi quá. Bơi lại kia coi, bơi lại cái bụi màu xanh xanh đằng kia coi. Tự bơi này khỏe hơn á. Bơi đang tiếng đồng hồ là phải ru liền hả chay ha? Hả? Muốn chở đi hả? Dạ. Ý nó kêu muốn lái cái tàu ra xa, thì cà xa là bơi ngoài kia đó, ý nó nói vậy đó. Đúng không? Hả? Muốn ra ngoài kia cho xa phải không? Dạ. Ba đâu có trong nhà đâu. Một mình mẹ không dám chở con đâu chay ơi. Mình mẹ mà ra vô mẹ không có lái nhiều nên mẹ không có quen, mẹ không có chở đâu. Chứ mẹ nếu mà mẹ cố gắng thì được đó, nhưng mà là mẹ làm biến quá. Mẹ làm biến. Mẹ làm biến ngăn ngửa cỡ chay thôi á. Rồi nhảy đi. 1 2 3 go.
nhảy đi. Hả? Con cá dưới không? Con bơi xa xa chút đi. Bơi xa xa cho vui. Bơi đi, bơi đi. Hả? Far away hả? Chơi chơi chơi. Chơi nhớ hôm qua mẹ với chơi bơi ở dưới chỗ kia không? Giờ con nhảy xuống chỗ kia con bơi dưới đi. Hả? Rồi con nhảy xuống con bơi dưới đi. Bơi dưới cái tàu á, nhớ không? Đúng rồi, xuống dưới đó đó. Đâu ạ? À? Đâu ạ? À? Đâu ạ? À? Tắm chỗ nào? À, muốn nhảy dưới đó đó hả? Muốn nhảy xuống không? Ok, rồi. Ôi dạ, mày mệt. Chưa nha, để mày ra ngoài kia mày quay con. Chưa nha. Để mày ra đây mà mẹ quay mày đếm nha. Ok. Rồi, từ từ coi, từ từ. Ok. 1 a 2 a 3 jump. Đâu quá. Dữ quá. Hay lắm bồ ơi. Bơi lại đây nè bồ ơi, bồ. Bơi lại cái cầu này luôn bồ ơi. Thấy chưa? Cô chú thấy con của cô chú chưa? Cô chú thấy em chay chay của cô chú chưa? Bơi lại cây cầu này luôn bồ ơi. Rồi tự động lên luôn, lên sao? Mẹ dạy lên sao? Tay. Rồi để cái ao bầu lên, để cái khuỷu tay lên. Mami help me. Con tự làm đi. Dễ mà, tự làm đi. Cố lên. Chi đâu mami help me rồi này kia khổ dữ. Rồi để cái ao bầu lên, để cái yêu cái gì đâu đâu yêu. Cái này là rong biển thôi mà chứ đâu gì dơ. Ừ, nó dơ đó, nó dơ đó. Dơ đó mà dơ. Lên sao? Lên sao? Đây mẹ thấy chi đầu khổ dữ chay. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không có gì mà khi mà con trong hoạn nạn con sợ hãi con phải bình tĩnh. Bình tĩnh là cách tốt nhất hiểu không? Chứ con sợ hãi không được gì hết. Help me phải không? Rồi bây giờ lên ra nè, ra đây chút nè, đi ra đây chút. Đi ra đây đừng sợ có mẹ đây. Rồi để tay lên, để hai tay lên. Để cái khuỷu tay lên. Đau. Chi đâu mà nó làm rối loạn thị trường thì ngủ thì cái chứ. Con dưới sao? Đi lên nhảy nữa không? Không, con sợ dưới. Con sợ dưới hả? Dưới ghê hay gì? Đi bên nào? Đi bên nào? Đi bên này phải không? Mày sao nữa? Rồi, vô đi. À, không đi bên này nữa hả? Đi xa quá hả? Nó nói đằng kia đi sao quá. À nếu mà là anh kia xa quá là có con kia ghê dưới phải không? Dạ. Ok vậy. Ok nhỏ đó đi. Nhảy đi. Rồi ok. Nó nói đằng kia dơ quá ghê quá là đi xa là có con ghê ghê. Rồi nó nói vậy đó. Tự biên tự diễn luôn mà chứ ghê ghê nào đâu có đây. Trời ơi tự nhiên nãy tôi ngồi dưới rồi ướt hết quần tôi nè trời. Ướt quần rồi nè. Ngồi xuống. Ừ ngồi xuống ướt quần hồi nãy còn làm ướt quần mẹ đó. Con mommy hold me. Ồ mommy hold me ha. Còn nắm tay con để con bước qua đây hả? Rồi. Wow, con cảm ơn mẹ chưa? Wow. Trời ơi, xém chút vớt dép đi đất rồi. Rồi, muốn đi đâu? Muốn đi đâu? Muốn nhảy đây không? Nhảy đây không? Nhảy dưới đây. Cũng. Chạy đi. Trời sao rảnh chứ vậy tự nhiên cái đi lên xong rồi cái đi xuống xong rồi đi về chỗ cũ. Rồi xong nhảy đi. 1 2 3 nhảy
Nhảy. Quá dữ luôn, hay lắm bồ ơi. Ai á? Cái con hỏi là mẹ ơi cái gì á? Cái đó là cái thanh người ta để làm ra để cho mình móc đồ được, mát đồ được con. À lắc cửa lại hả? Rồi giờ làm gì nữa, nhảy nữa không? Không. Giờ làm gì nữa, giờ đi nữa không? Đi đâu? Để đi. Để cửa đó đi. Rồi, về đâu nữa? Đi con ghi ghê. One, two, three, go. Rồi, nhảy đi. 1, 2, 3. Giỏi quá. Chào mẹ. Dạ. Mình chạy. Mẹ. Cái gì? Mẹ lấy là mẹ lấy áo phao mặc vô hả? Để làm gì? Đi tắm với con hả? Dạ. Trời đất ơi, trời ơi. Mẹ làm yên tắm quá trời ơi. Tắm là nó đen thui thùi lùi nữa trời ơi. Ờ, con thấy cô chú la mẹ hả trời? Trời ơi, nó cởi dép tôi ra kìa. Cô chú la mẹ nó uống xiên viên uống trắng da mà đen thui thùi lùi. Con chơi vậy rồi sao mẹ đắng nổi hả? Thì thôi con đi tắm mình bữa nay đi chứ mẹ làm biến tắm quá. Con đi tắm mình đi, mẹ con tắm một mình con buồn hả? Hả, có mẹ ngồi đây mà sao buồn hả? Lạnh không? Lạnh thôi đi vô nghe. Cái gì hả? Anh đến hả? Hả? Thôi đi con tắm mình con đi. Mẹ đi tắm chưa? Mẹ đi gì mẹ đi tắm chưa? Nãy mẹ mới dạy nó làm sao? Mẹ đi chui chui. Thôi, vô viên. Thôi con tự đi tắm đi. Thôi bây giờ con muốn hết buồn không? Bạn đang tắm đằng kia kìa thì lại tắm với anh không? Kìa anh kìa, đi chạy đi tắm anh. Đúng rồi, có lý chuyện ba xê qua thằng đó có lý. Ờ em bé kìa, em bé đang tắm kìa, đi xuống tắm với em bé đi. Hendrick, you remember Hendrick? 1, 2, 3. Rồi, chạy lại tắm với Hendrick. Con bơi từ đây đi lại đằng kia đi. Nhảy xuống bơi từ đây đi lại đằng kia luôn. Bơi luôn. Hôm nay không có thấy thuyền tàu bầu gì thuyền hả? Ừ chú nè, hôm nay không có thấy thuyền tàu.